Kính thưa Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp, kính thưa Quốc hội. Trước hết, thay mặt cho cơ quan chủ trì thẩm tra cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để tiếp thu giải trình, chỉnh lý cái dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị đại biểu Quốc hội. Chúng tôi có ghi chép ở đây là có 22 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu. Những ý kiến này có chúng tôi thấy được hết sức là tâm huyết, hết sức là xác đáng và hết sức là cụ thể. Và chúng tôi thấy được là 22 ý kiến này thì có thể nói rằng là bao quát gần như tất cả các cái nội dung lớn của cái dự thảo luật này, từ những các cái quy định chung cho đến cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh nói chung, và đặc biệt đó là các cái trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng trong các cái giao dịch đặc thù, thế rồi là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, thế rồi vấn đề giải quyết tranh chấp, thế và kể cả cái vấn đề quản lý nhà nước này. Thì chúng tôi thấy được là với tinh thần chung, chúng tôi cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan có liên quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ và sẽ có cái báo cáo giải trình tiếp thu với Quốc hội trước khi Quốc hội sẽ ấn nút để thông qua cái dự án luật này trong cái kỳ họp thứ năm. Thế thì đấy là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai thì chúng tôi thấy được là ý kiến của 22 lượt đại biểu phát biểu thì cũng rất là nhiều những cái vấn đề mà chúng tôi cũng đã có ghi chép rất đầy đủ rồi. Thì chúng tôi xin báo cáo lại với Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội có một số cái ý vấn đề mà chúng tôi thấy nổi bật và cần phải thưa lại như sau. Một là liên quan đến khái niệm của giải thích từ ngữ của người tiêu dùng. Thì chúng tôi thấy được là Quốc hội cũng đã đồng thuận đối với cái việc là đưa cái tổ chức vào trong cái khái niệm giải thích người tiêu dùng. Mà cái này thì thực ra là cũng giữ từ ý luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành. Thế và cũng đã được đồng thuận của chính phủ. Thế tuy nhiên là cũng có đại biểu nói là bây giờ thì các cái rà soát lại cái khoản 1 của điều 3. Thì cũng báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội là ở đây không chỉ người tiêu dùng để mua tiêu dùng các cái sản phẩm hàng hóa cho chính bản thân mình mà còn có cả cho gia đình, cho cả tổ chức nữa. Đấy, ở trong cái khoản 1 điều 3 cũng nêu rất là rõ rồi. Thì chúng tôi cũng xin có cái thưa lại như thế. Thế thì đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai để chúng tôi thấy được là rất nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng tập trung góp ý cho chúng tôi ở cái điều 70, đó là giải quyết tranh chấp các cái vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thì chúng tôi xin thưa lại với Quốc hội có mấy cái ý thế này. Thứ nhất đấy là trong cái quá trình mà chúng tôi cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo để giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu chỉnh lý, thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan Quốc hội, đặc biệt là Ủy ban Tư pháp, thế rồi Tòa án Nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan đấy, để mà tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội từ kỳ họp thứ tư, đại biểu Quốc hội chuyên trách đấy, và kể cả các ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội nữa. Thì chúng tôi xin nêu mấy ý thế này. Thứ nhất đấy là liên quan đến cái việc là trong cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng này thì có cái quy định về thủ tục rút gọn hay không. Thì báo cáo với các vị đại biểu Quốc hội thì cái này thì thực ra từ luật hiện hành năm 2009 đã có rồi, và điều 316 của Bộ luật tố tụng dân sự cũng đã có quy định, tức là cũng không cấm. Ở các cái luật chuyên ngành cũng có các cái quy định liên quan đến cái thủ tục rút gọn này. Thế thì ở đây thì chúng tôi chỉ xin có trao đổi lại với đại biểu, một là cái tại sao lại có 100 triệu. Để quy định 100 triệu này thì thực ra cũng là ở cái luật hiện hành rồi, suốt từ năm 2009. Đấy, còn bộ luật tố tụng dân sự thì năm ban hành ở những năm sau. Thế và chúng tôi cũng căn cứ vào khi mà Quốc hội khóa 12 thảo luận cái dự án luật này thì cũng đề xuất đó là cái cơ sở nào để quy định 100 triệu. Thì là căn cứ vào cái thực tiễn của quốc tế. Khi đấy thì chúng tôi cũng thấy được là khoảng 5.000 đô la Mỹ là đối với những cái thủ tục có thể triển khai được ở cái thủ tục rút gọn này, mà rất nhiều quốc gia họ có thể triển khai được mà đảm bảo rất là nhanh chóng. Đấy. Thế thì đấy là cái mà chúng tôi thấy được là liên quan cái 100 triệu. Cái thứ hai nữa thì cũng có đại biểu, tại sao lại quy định là cả trên 100 triệu nữa ở đây? Thì chúng tôi cũng xin thưa lại với các vị đại biểu Quốc hội là cũng có một số đoàn đại biểu Quốc hội cũng có góp ý là đấy, dưới 100 triệu thì thực hiện có quy định như thế này. Thế bây giờ trên 100 triệu thì xử lý như thế nào? Đấy, thì chúng tôi cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo cũng có nghiên cứu tiếp thu thế và đưa vào trong cái này. Thì tuy nhiên qua ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thì chúng tôi cũng sẽ cùng với cơ quan chủ trì soạn thảo phải phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sẽ tiếp thu chỉnh lý để đảm bảo làm sao khả thi, đồng bộ, thống nhất, và đặc biệt đó là với bộ luật tố tụng dân sự. Thế thì đấy là cái ý thứ hai, thì chúng tôi cũng xin thưa với các vị đại biểu Quốc hội là như vậy. Một vấn đề thứ ba nữa, chúng tôi thấy được là cũng có ý kiến đại biểu Quốc hội là tại sao ở trong luật này cứ nói là pháp luật có liên quan, rồi quy định có liên quan, vân vân, rồi các quy định khác. Thế thì xin thưa với Quốc hội là chúng tôi cũng trong cái quá trình mà nghiên cứu để giúp vừa thẩm tra và giúp cho thường vụ để tiếp thu chỉnh lý thì cũng nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thì chúng tôi thấy thế này này, tức là đối với kinh nghiệm quốc tế thì pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ có một cái luật là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,
mà nó là một hệ thống. Khi chúng tôi có làm việc với Hàn Quốc thì chúng tôi hỏi là có cái luật bảo vệ không, mà không có. Thực ra thì nó chỉ là những các cái quy định rất ngắn gọn, mà cái hệ thống đó là nó dẫn chiếu đến rất nhiều các cái pháp luật khác nữa. Thế cho nên ở trong này thì chúng tôi cũng xin thưa với các vị đại biểu quốc hội là nó cũng có cái ý đó, không chỉ nằm ở trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nó còn nằm ở luật thương mại, nó còn nằm ở luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, hoặc nó nằm kể cả luật quảng cáo. Có vị đại biểu nói là tại sao cái quảng cáo là không có những cái quy định cụ thể để cấm điều này điều kia. Thế thì xin thưa, cái đấy đã được dẫn chiếu, đã được quy định cũng rất cụ thể trong cái luật quảng cáo rồi. Thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của đại biểu, cố gắng làm sao mà có cái sự dẫn chiếu cho nó thống nhất và nó chính xác. Thế nhưng mà pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nó cũng là một hệ thống, thế chúng không chỉ là có riêng cái luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thế thì đó là vấn đề tiếp theo. Một vấn đề nữa mà chúng tôi thấy được các vị cũng có góp ý, đó là liên quan đến cái bảo đảm cân bằng giữa cái quyền của người tiêu dùng với quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh. Thì cái này chúng tôi thấy rất là xác đáng. Thế và trong quá trình thẩm tra cũng như là giúp cho thường vụ để mà giải trình tiếp thu chỉnh lý, chúng tôi cũng bám sát cái nguyên tắc này. Thì chúng tôi thấy được các vị đại biểu quốc hội cũng góp ý rất là nhiều những cái vấn đề, thí dụ như là bảo hành, thế rồi trách nhiệm tiếp nhận các cái khiếu nại, thế rồi hợp đồng giao kết vân vân. Thì chúng tôi sẽ rà soát toàn bộ lại cái hệ thống pháp luật theo cái hướng là đảm bảo cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng. Thế thì chúng tôi xin thay mặt cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu cái dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thì một lần nữa là chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị đại biểu quốc hội. Thế mà chúng tôi trong thời gian tới sẽ nghiên cứu tiếp thu đầy đủ và có cái giải trình thỏa đáng đấy với tất cả các ý kiến, 22 lượt ý kiến các vị đại biểu quốc hội phát biểu. Xin trân trọng cảm ơn.